Xin chào tất cả các bạn, mình là Bogo đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò máy kiếm tiền. Chúng ta sẽ kiếm thật là nhiều tiền. Ôi chết rồi, tôi mới tháo bông cái tay tôi đang rất là ghê, tôi không muốn cho các bạn xem. Các bạn xem vậy được rồi. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ sử dụng cái cây súng bắn tiền này. Bắn không được. Rồi ok. Double shot fire ray là bắn thêm tốc độ bắn này. Cái này double shot là bắn được thêm viên này. Cái này tốc độ nhanh hơn này. Rồi bây giờ nha, tao nhà lầu xe hơi Bitcoin thì tao mua hết á. Tao mua hết á. Và xong game này chúng ta kiếm được nhiêu tiền đây? Wow, má sao mỗi lần chơi một game mà chúng ta kiếm được 5 đồng Bitcoin và 3 cái iPhone. Nhiêu đây thôi là tôi nghĩ là 5 đồng Bitcoin thôi là chúng ta có thể mua được một căn nhà đó mọi người à. Ok, để xem coi chúng ta mua được cái gì. Let's go. Cái này là đem đi get more item. Cái này là gì đây? Cấp 10. Cái này Bitcoin treo lên đấy hả? Chúng ta có thể sưu tầm được. Ok ok. iPhone 10 rồi này nọ đúng không? Có xe đạp, xe đạp không có nhiêu tiền á. Quan trọng là xe hơi anh bạn à. Tôi có thể mua được không? Không bé ơi. Và mình treo lên kệ bán cho người ta tới mua. Ôi được nha, được nha. Ồ, cái này là gì đây? Bây giờ chúng ta có thể mở bán được PlayStation 5 luôn. Wow, cái này là gì đây? Collect money. Ôi, bán hồi được nhiêu đấy hả? Vậy thì tôi sẽ mở thêm A, cần level mới mở thêm được. Ôi, anh siêu anh hùng này chưa gì chọn cho mình một cái iPhone nữa đó hả? Cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. Ê, cái game này giống như đi ăn trộm vậy. Đi trộm về đem đi bán vậy. Ok, và cái này nó sẽ nâng build value. Ok, rồi. Rồi nó không cho tôi chơi. Vì nó cần quảng cáo mới cho tôi chơi. Bà mẹ cái game trời đất ơi là trời. 69.000. Ok, fire ray này, cái này là tốc độ bắn này, còn cái này là bắn lan. Ui, cái này là nó bắn lan ra. Bây giờ mình cần cái double shot đây. Ui, mình nhặt được hai cái luôn hả? Wow, dual shot này, cái này quan trọng này, tăng thêm một tầm bắn. Các bạn biết không, bây giờ giá của Bitcoin nó rất là cao, cho nên là a few moments later. Bây giờ chúng ta sẽ đem về shop của chúng ta đem đi bán nha mọi người. Trời ơi, có người mua Bitcoin luôn. Ông ơi, bây giờ ông biết không? Ông bé ơi. Bitcoin bây giờ giá cao lắm, ông cứ mua đi. Mua nhiều đi để hả, gọi là gì ta? Hậu họa về sau thì nó lại mệt đúng không? Đấy, mọi người cứ mua bán thoải mái đi nha. Tiền nè, bây giờ bán được quá trời tiền luôn. Sau khi có tiền rồi bây giờ chúng ta sẽ mua tốc độ bắn nha. Tốc độ bắn nhìn khá là mà lèm đấy. Fire distance, cái này là gọi là gì ta? Phạm vi. Có bom shot luôn hả? Mình bắn ra mấy trái bom thì tất nhiên là chúng ta sẽ chọn màu xanh lá rồi, đâu có ai ngu đâu đi chọn màu đỏ đúng không? Giờ mình đi phung phí tiền bạc của mình lại nhận được thêm tiền. Cái này nó có hàm ý hết mọi người à. Có nghĩa là tiền đô sau này bất kể tiền gì mà gọi là hợp pháp nó sẽ bị mất giá, cho nên là sau này loài người sẽ sử dụng Bitcoin, tiền điện tử, tiền ảo, crypto đồ các kiểu. Nhưng mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta không thể đầu tư vào những cái đó đâu mọi người. Bây giờ tôi sẽ đem mấy cái hàng hóa này đi bán. Ok, bây giờ shop nhận được tôi mới vừa lên cấp thì phải. Trời ơi, bây giờ mà tôi quá trời mới như đi ăn trộm vậy, Bitcoin cả đống luôn rồi này. Cái này nữa. Ok, mua đi mấy má. Đúng rồi, mua Bitcoin đây. Trời, Bitcoin giờ giá rẻ lắm. Hốt trước còn kịp, còn hôm ơi sau này má một cái Bitcoin thôi bà mua là bà ai trẻ luôn. Ủa, cái này bán cái gì đây? Cái này là AFK. Ok. Cái này là gọi là một tiếng đồng hồ mình sẽ được 9 đồng. Không thèm. Cái đó là đầu tư mọi người ạ. Đầu tư. Ok, cộng một tốc độ bắn và cộng một distance. Không, tôi cần cộng một tốc độ bắn. Cộng 3 distance này. Ngon chưa? Trời ơi. Cái này là bắn ngang luôn hả? Bonus xem quảng cáo. Sao mà nhìn đã như vậy? Biết vậy tôi vô coi quảng cáo rồi. Thôi, lừa. Ok, chúng ta chụp được chiếc xe đạp rồi. Đúng là đi trộm. Đây. Bắn ngang qua. Cái này 4.000 mấy phi thuyền. Không được rồi. Lát làm lại mọi người. Shop hôm nay bán được 125 đồng. Bây giờ mình cần tiền để mình bán mấy cái kia. Được anh bạn. Được anh bạn à. Tôi có thể mua được không? Không bé ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bán được cái này. Hai cái PS5 thôi là tiền không luôn. Đâu để coi nhận được nhiêu tiền. 300 mấy tiền rồi, chắc là đủ mua thêm một cái gì đó rồi. Cái này cần 800 tiền nữa hả? Oh no. Ok, để dành tiền mọi người. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là có nhiệm vụ luôn này. Vậy là gần đủ rồi. Ok, chơi thêm màn nữa là đủ rồi. Let's go. Cộng 5 tốc độ bắn luôn. Bây giờ làm cái bonus không nhỉ? Nếu mà chúng ta làm cái bonus á thì chúng ta sẽ gọi là một lát lấy được cái du thuyền. Nhưng mà tôi chưa bán được cái du thuyền mà bà nội. Ui, có ai đấy? Trời, giàu. Ôi, tôi cưới được một quý bà. Trời ơi, game này thực tế nha. Game này vật chất nha. Đây, chiếc phi thuyền này hơi khó này. Vậy là thua hả? Tôi coi quảng cáo ở đây. Bây giờ nè, tôi bắn ẻ chảy luôn, ải trẻ luôn. Đây, tôi sẽ giúp quý bà này trở nên xinh đẹp hơn. Ok, rồi bây giờ chiếc phi thuyền đâu ra đây. Gọi là gì ta, mình đã giúp một cô, gọi là một cô gái từ dịch hóa thiên nga. Rồi bây giờ là chúng ta không thể lên được cái phi thuyền rồi. Kệ ổng sao. Bây giờ tôi sẽ tìm cách thắng cái màn này để về. Tôi còn buôn bán đồ đạc nữa. Còn quá trời thứ để tôi bán luôn mọi người ạ. Ok, rồi bây giờ nói chung là chúng ta sẽ cứu quý bà này. Trời ơi, nhìn bà giàu chưa kìa. Bà giàu lên là bà cho mình tiền. Trai trẻ. Né cái phi thuyền này ra. Nhìn mày phàn quá. 39 món hàng. Wow,
cao. Trời ơi, coi mấy cái đơn hàng tôi đem về, thằng này là quỷ giống phải người đâu. Cái gì mày cao dữ vậy bà nội? Đây, trời ơi, iPhone kiểu này chắc tôi không cần làm gì luôn á, tôi chỉ biết ngồi ăn chơi thôi. Ăn chơi chán tát luôn á bà nội. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở thêm một cái gì đó để mình bán này. Cái gì đây? Chúng ta mở được một chiếc gọi là gì ta? Một chiếc phi cái này không phải phi thuyền mà nói chung là một chiếc cano mini, cano con đó mọi người. Được. Ô cái iPad kìa. iPad không nổi rồi. Chiếc phi thuyền mini. Ủa tôi đang làm cái gì vậy? Không, tất cả này, cái này là tại tại tư bản, không phải tại tôi nha mọi người. Tất cả là tại tư bản. Rồi, bây giờ lấy được cái PS5 này. Ok, hình như là cái này là đang chơi một cái gì đấy. Ronald đây, lắc xí ngầu. Mình số 2, mình thắng. Bây giờ mình sẽ chọn bây giờ mình sẽ quăng cái này vô hả? Nó sẽ bị chia 4. Ủa, nó làm cái gì với tôi vậy? Cái này là tấn công hả? Ok, bây giờ mấy cái chia mình cứ từ từ đi. Bây giờ mình sẽ cộng 50. Mày chơi tao nữa đi. Mày cứ cộng lên đi, một lát tao chia mày thấy mụ nọ mày luôn. Tới lượt tao. Cái này giống như là chơi thẻ bài mà kệ dạng như kiểu Yu-Gi-Oh vậy. Nó cộng 50 nè. Tới lượt mày đó, chia 3 nè bạn. Rồi mày chia tao đi. Chết rồi, hình như nó thắng mình rồi. Bỏ lượt, có thể nào bỏ lượt không? Ừ, đây vẫn được, 7 x 3 có 21 thôi. Mày thua rồi. Tất cả số tiền của mày thuộc về tao. Bây giờ chúng ta sẽ phải lấy được một cái chiếc phi thuyền quá giàu có. Rồi, cái này là cộng distance là cái phạm vi để mình bắn này. Rồi cái này là nảy ra này. Xém thua. Ok, lấy được chiếc phi thuyền mini rồi. Chiếc phi cano mini. Ủa sao cái PS5 nó trâu vậy? Không lấy nổi mọi người ạ. Nó rất là trâu. Chịu, tôi không muốn thua đâu. Ok, nhiêu đây thôi, đủ cả đống tiền rồi. Trời ơi, má phi thuyền ở bên ngoài người ta bự lắm, mấy má đem go dắt như đúng rồi vậy. Trời ơi, đâu rồi, hai má kia đâu rồi? Trời ơi, nó bỏ lên cái đây, bỏ lên cái xe đẩy như đúng rồi, sao dễ quá vậy? Hả? Ok, coi như tao chưa thấy gì đi. Ok, hình như tôi mới vừa bị trừ cái gì đấy. Không sao. Ồ, phía trước chúng ta có phi thuyền này. Bắn chiếc phi thuyền. Bây giờ là 3-4 tia luôn. Bây giờ chiếc du thuyền rồi. Mày ra đây. Mày cởi đâu? À lộn, mày. Ui, cái gì mà đáng sợ vậy? Rồi. Cái đó là kiểu random á mọi người. Không, chắc bây giờ tôi sẽ lấy tầm bắn. Đây, mày du thuyền. Bà chị, tôi sẽ khiến cho bà chị vừa đẹp mà vừa giàu nữa. Có được chiếc du thuyền là được. Let's go. Để coi lần này chúng ta buôn bán được gì không nè. Trời ơi, nhìn tôi kiểu người môi giới. Đúng rồi, mua Bitcoin đi anh ơi. Bitcoin dạo này xuống giá nó hợp lắm. Hợp mạng của mấy anh chị lắm. Có 300 mấy tiền à. Đúng rồi, đi tính tiền đi. Đúng vậy, tôi đang cần tiền. Come on. Đúng rồi, 16 phải thế chứ. Nữa đi. Cái này là cái gì vậy? Battle Robic Red Money Stack. Thử coi. Cái này đi đấu đúng không? Chúng ta sẽ đấu thêm lần nữa. Ok, 3 với 3 này là mỗi người rút được 3 thẻ hả? Mình bắt đầu trước đi. Mình nghĩ là cái nhân để cuối cùng. Bây giờ mình sẽ cái này chưa đâu. Mấy cái đốt tiền từ từ đi. Bây giờ mình sẽ cộng tiền vô trước. Mày trừ tiền tao đúng không? Tao cảm ơn. Rồi, tao cộng tiền lên tiếp này. Mày trừ đi. Mày nhân 2 đúng không? Tao chi 3 này. Tao cho mày khóc luôn. Đấy, rồi mày trừ tiền tao đi. Mày cứ trừ tiền tao. Không, như cái khâu này nó hơi khó đó mọi người. Chắc là 60 tiền nha. 60 chia 4 hay ok, cộng tiền đúng rồi. Bây giờ tao chia mày 4, mày cũng chia tao 4. Coi ai ít hơn nha. 50 chia 4 còn 8. 13. 60 chia 4. Mình thắng. Let's go. Cái gì mà có 30 tiền vậy? Mày có bị khùng không? Ơi, tao bán mạng để chơi một cái game mà cho tao có 30 tiền. Không được. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp thêm một cái này nữa. Rồi, xe đạp á, có du thuyền rồi, bây giờ có cái gì nó xịn hơn không? Let's go. Nhìn cái bonus nhìn. Ôi nhân 2 cái súng luôn á là rất là ngon luôn ấy. Lấy được 2 cái này, xịn chưa? Chưa. Cái này cộng 4 cái gì đây? Ôi! No. Giờ mình dual shot cái YouTube lum này. Cái gì đây? Không có gì cả. Bây giờ làm mấy cái đạn này nó được lan rộng ra. Đấy, tôi mới vừa làm cái gì đó ngu ngục và tôi không nhặt được. No, tôi thật là ngu ngốc, tôi không lượm được gì nhiều cả. Chỉ là mấy cái thứ tồi tàn này. Ok, tăng tốc độ bắn này. Tăng khoảng cách này. Lấy hết. Cái nào lấy được cái lấy. Ok, cái này không lấy được đúng không? Không thèm. Bum. Cộng. Đúng rồi. Ơi, tự nhiên bị trừ. Cộng, đúng vậy. Rồi hen. Bây giờ tôi bắn nè, tiền đầy nhà luôn. Quý bà, tôi sẽ giúp bà giàu hơn. Lần đầu tiên nghe người ta thường là nghe kiểu gì ta? Quý bà nuôi trai trẻ chứ ai lại trai trẻ nuôi quý bà. Ok, nói chung là mình giàu đi. Mọi người ơi, mua gì đi, mua nhiều vô đi mọi người ơi. Đúng rồi, anh chị ơi, lấy thật là nhiều vào. Bên tôi có nhiều mẫu mã mới lắm anh chị. Tôi có gọi là bán lụ mìn các kiểu nữa, nên anh chị cứ mua mạnh tay vô, chi mạnh tay vô. Ai cũng sẽ được gọi là gì ta, hưởng khoan hồng lộc. Ai cũng sẽ được ưu đãi. Ừ, không phải hưởng khoan hồng, cái này 1000 tiền chắc là cũng chỉ là. Ôi, tôi mới đi ngang qua cái gì và tôi bị mất một đống tiền nhờ. Hả? Hình như tôi mới vừa đi ngang qua cái gì tôi bị mất một đống tiền luôn á quý vị. Hả? Alo? Hồ lá?
Đi nhanh nhanh lên, mày siêu nhân mà. Mày siêu nhân, mày đi nhanh lên. Kêu xe bắt chó tới bắt mày bây giờ, mày đi nhanh lên cho tao chưa? Đi nhanh lên, mua nhanh lên. Biết bao nhiêu người để chờ để mua không? Mặc dù là cái quán nó hơi vắng. Mặc dù là mùa Covid á, chỉ giới hạn bao nhiêu người vô rồi, nhưng mà nhanh lên. Ok, đủ tiền rồi này. Trời, lần đầu tiên tôi thấy một thỏi son mắc hơn một chiếc cano mini. Trời đất ơi. Cái gì vậy bà? Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, peace.